Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng trên kênh của chúng tôi. Bản tin dự báo thời tiết cho ngày 22 tháng 7 và cho 5 ngày sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày 21 tháng 7, ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 20 giờ ngày 21 tháng 7 có nơi trên 40 mm, như Móng Cái Quảng Ninh 41,6 mm, Tam Hợp Nghệ An 60,8 mm, Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 134,4 mm, Tân Lập Long An 82,8 mm, Tân Đông Tây Ninh 73,4 mm, U Minh Cà Mau 81,6 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Từ đêm 21 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 180 mm. Mưa lớn tập trung về chiều và đêm. Chi tiết từ 1 giờ sáng ngày 22 tháng 7 đến 1 giờ sáng ngày 23 tháng 7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Tiếp đến từ 1 giờ sáng ngày 23 tháng 7 đến 19 giờ ngày 23 tháng 7 ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Cũng trong đêm 21 tháng 7 đến sáng ngày 22 tháng 7, ở khu vực ven biển Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Đến chiều tối và đêm 22 tháng 7, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng cục bộ tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn đối với tình trạng gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển, trong ngày 21 tháng 7 ở trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, trạm Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 8. Dự báo trong đêm 21 tháng 7 và ngày 22 tháng 7, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Ngoài ra, trong đêm 21 tháng 7 và ngày 22 tháng 7, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo trong đêm 22 tháng 7 và ngày 23 tháng 7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa và Vịnh Thái Lan, có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét biển động. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho ngày 22 tháng 7 và cho 5 ngày sắp tới. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đối với khu vực Lào Cai và Yên Bái, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, còn duy trì trong nhiều ngày tới. Mưa về đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 32 đến 34 độ, về đêm từ 23 đến 28 độ, duy trì đến ngày 26. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Đối với khu vực Sơn La, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa sẽ còn duy trì ở khu vực này trong ngày 23. Những ngày còn lại, thời tiết chủ yếu là tạnh giáo và không mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 30 đến 31 độ, về đêm từ 22 đến 26 độ, duy trì cho đến ngày 26. Đối với khu vực Điện Biên Phủ, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa sẽ còn duy trì ở khu vực này trong nhiều ngày tới, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Mưa thường diễn ra về sáng sớm, nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 22 đến 26 độ, duy trì đến ngày 26. Đối với khu vực Lai Châu, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn sẽ còn duy trì trong khu vực này vào ngày 23 và ngày 24, những ngày còn lại trời tạnh giáo và không mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 28 đến 29 độ, về đêm từ 20 đến 26 độ, duy trì đến ngày 26. Cần chú ý dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Đối với khu vực Hòa Bình, trong ngày hôm nay sẽ còn tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa. Mưa sẽ tập trung về đầu giờ chiều và chiều tối.
Những ngày còn lại ban ngày trời có nắng, có lúc nắng gián đoạn, tạnh giáo và không mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày 26. Chuyển đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực ven biển và Nam Đồng Bằng, về đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Dự báo thời tiết cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tuy nhiên, thời gian mưa ngắn sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong hai ngày 22 và ngày 24. Những ngày còn lại, trời tạnh giáo và không mưa, ban ngày trời có nắng, có lúc nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, về đêm từ 26 đến 30 độ, duy trì đến ngày 26. Chuyển đến thời tiết các khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa và mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn sẽ còn diễn ra ở khu vực này trong các ngày 23, 24 và ngày 25. Mưa dông chủ yếu tập trung về đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31 đến 32 độ, về đêm từ 23 đến 28 độ, duy trì đến ngày 26. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Chuyển đến thời tiết các khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Khu vực này vẫn còn duy trì tình trạng mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn trong các ngày 22, 23 và ngày 24, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đầu giờ chiều và chiều tối. Đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 34 độ, về đêm từ 27 đến 29 độ, duy trì đến ngày 26. Đối với khu vực Thái Nguyên, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong các ngày 22, 23 và ngày 24. Thời gian mưa chủ yếu diễn ra vào đầu giờ chiều và chiều tối. Người dân cần đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 32 đến 33 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ, duy trì đến ngày 26. Khu vực Quảng Ninh, khu vực Lạng Sơn, tình trạng mưa rào và dông sẽ còn duy trì ở các khu vực này từ ngày 22 cho đến ngày 25. Cục bộ có mưa vừa và mưa to, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 28 đến 30 độ. Về đêm từ 27 đến 28 độ, duy trì đến ngày 26. Chuyển sang thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tại phía Bắc có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Tại phía Nam thì có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đối với khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa rào và dông sẽ còn duy trì ở khu vực này. Trong ngày 22 và ngày 24, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn. Mưa to cục bộ chủ yếu diễn ra về sáng sớm và đầu giờ chiều. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, về đêm từ 25 đến 29 độ, duy trì đến ngày 26. Đối với khu vực phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, tuy nhiên thời gian mưa ngắn sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới. Mưa to cục bộ kèm theo dông sẽ thường duy trì về đầu giờ chiều và chiều tối. Người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 32 đến 35 độ, về đêm từ 26 đến 29 độ, duy trì đến ngày 26. Chuyển đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Với các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to sẽ còn duy trì ở khu vực này trong nhiều ngày tới. Mưa tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, người dân cần chú ý lốc sét, gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 31 đến 32 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ, duy trì đến ngày 26. Đối với khu vực Bình Định, khu vực Phú Yên, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to sẽ còn duy trì và lặp lại ở các khu vực này trong nhiều ngày tới. Mưa lớn thường tập trung về chiều tối và đêm, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 33 đến 34 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 26. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận,
Tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rất to sẽ còn duy trì ở khu vực này trong những ngày tới. Mưa lớn sẽ thường tập trung về đầu giờ chiều và chiều tối. Cần đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 28 đến 29 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 26. Chuyển đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Có nơi trên 30 độ. Tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to sẽ còn thường xuyên xảy ra và lặp lại ở khu vực này trong nhiều ngày tới. Lớn về chiều tối và đêm, cần đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 29 độ, về đêm từ 22 đến 24 độ, duy trì đến ngày 26. Chuyển đến khu vực Nam Tây Nguyên, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to sẽ thường xuyên xảy ra và lặp lại ở khu vực này. Mưa lớn về đầu giờ chiều và chiều tối, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ phổ biến từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 26. Chuyển đến thời tiết khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Với các khu vực Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to sẽ thường xuyên xảy ra và lặp lại ở khu vực này trong nhiều ngày tới. Mưa lớn về chiều tối, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 26. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang, mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to sẽ thường xuyên xảy ra và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới, từ ngày 22 cho đến ngày 26. Mưa lớn về chiều tối, cần đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 26 độ, duy trì đến ngày 26. Khu vực Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai, tình trạng mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to sẽ còn xảy ra và lặp lại ở khu vực này trong những ngày tới, từ ngày 22 cho đến ngày 26. Mưa lớn về trưa chiều và chiều tối, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 28 đến 29 độ, về đêm từ 26 đến 27 độ, duy trì đến ngày 26. Đối với các khu vực Bến Tre, khu vực Trà Vinh và Sóc Trăng, từ ngày 22 cho đến ngày 26, khu vực này sẽ thường xuyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn sẽ diễn ra về chiều tối. Chú ý dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 26. Đối với khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp cũng thường xuyên xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn sẽ thường tập trung về đầu giờ chiều và chiều tối. Đề phòng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 29 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 26. Khu vực Cà Mau, khu vực Kiên Giang, mưa rào và dông sẽ còn duy trì và lặp lại ở khu vực này trong nhiều ngày tới. Mưa lớn về sáng sớm và đầu giờ chiều, cần đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa trong suốt giai đoạn này. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 30 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 26. Cuối cùng của bản tin sẽ là dự báo thời tiết biển ngày 22 tháng 7 năm 2023. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông,
Trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 mét. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4, riêng phía nam có gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Vùng biển Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như nhấn luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.